Những năm qua, dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến đời sống của người dân, nhất là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm triển khai các chính sách hỗ trợ đối với người nghèo. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, công tác giảm nghèo được đa dạng hóa bằng nhiều phương thức khác nhau. Xác định phương châm, an cư rồi mới lạc nghiệp. Chương trình hỗ trợ sửa chữa xe mới nhờ ở cho hộ nghèo được thành phố triển khai xuyên suốt thời gian qua, được xem là đòn bẩy để giúp các hộ gia đình có điểm tựa để từng bước thoát nghèo. Là một trong những trường hợp được tiếp cận chính sách này, gia đình ông Nguyễn Văn Lợi, phường An Khê, quận Thanh Khê đã không còn thấp thỏm lo âu mỗi những mùa mưa bão. Có được mái ấm kiên cố, khang trang, gia đình ông Lợi có thêm động lực để vươn lên ổn định cuộc sống. Là mưa dột hết ngõ đồ hư hết chúng nó phải sửa lại nhưng cũng may cũng nhờ cảm ơn là chính quyền địa phương với quận có lòng hảo tâm thì cho gia đình dùng ít nhiều để sửa chữa cái nhà nó bữa nay là cũng yên tâm là mưa bão chứ cũng không lo nữa. Còn đây là tiệm trà sữa của chị Nguyễn Thị Hồng Mai, cũng nhờ sự hỗ trợ của mặt trận phường An Khê, hộ chị Mai có phương tiện để phát triển kinh tế gia đình. Tuy giá trị không lớn, nhưng những phương tiện sinh kế này đã giúp các hộ khó khăn như chị Mai có thể tự chủ để từng bước vươn lên thoát nghèo. Trước đây nhà tôi kinh tế thì cũng khó khăn vì hai vợ chồng với lại ba cháu nhỏ. Có một mình anh làm là chính, mình chị thì chủ yếu là chăm các cháu. Bữa nay mở thêm cái phường hỗ trợ, mở thêm cái tủ để bán trà sữa thì tôi cũng có thêm được chút kinh tế để chi tiêu trong gia đình, cải thiện hơn để cho các cháu được đầy đủ hơn. Đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ người nghèo là nội dung được hầu hết các địa phương trên địa bàn Đà Nẵng chú trọng triển khai trong công tác giảm nghèo. Tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố năm 2023, nhiều ý kiến cũng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác đối thoại với hộ nghèo. Đây là kênh để lắng nghe tâm tư của từng trường hợp, qua đó các biện pháp hỗ trợ thiết thực. Trong quá trình hộp băng giảm nghèo thì có ủy ban cũng như là mặt trận đoàn thể cùng phối hợp để mà có những cái các cái biện pháp để mà hỗ trợ cho các hộ này, ví dụ như là những hộ mà sửa chữa nhà mình phải khảo sát thực tế như thế nào cho đảm bảo để cho họ cái sửa chữa đúng người, đúng đối tượng. Theo kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn thành phố xuống còn 1,39% trên tổng số hộ dân, vận động 100% người thuộc hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế, hỗ trợ xe mới cho 80 hộ nghèo và sửa chữa nhà ở cho 200 hộ nghèo, hỗ trợ 1.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm.